strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Bữa nay thì sẽ đi cái đội hình hai vô cực, hai ma thuật anh em à. Đi đội hình thần long, đi kiểu như là đội hình hai luồng sáng vậy đó. Đội cánh thời gian giống vậy, nhưng mà đây thì không đi tốc đánh mà đi hai cái bóng mới. Thì hiện tại là có nhờ nhà phát hành upgrade cái account test lên level 9 để đi được cái chế độ hợp tác mới này mà. Đợt trước thì mở ra cái bóng mới nhưng mà level không đủ, là phải nhờ mà nó đợt này process nó hơi lâu, thao tác nó kiểu như nhà phát hành vẽ gửi mail nhưng mà phản hồi khá chậm anh em à. Bữa nay mới mở được thì mình làm cho anh em coi thử. Thì thay vì mà đi kiểu như là đi book ma liên tục thì cảm giác nó oải quá, thì có thể đi cái kiểu này để xem là có ổn hay không. Nhưng mà mình nghĩ là chắc phải tầm level 9 thì mới ngon được. Ở đây mình mới level 7 thôi, còn account test thì nó ở level 9, mình nghĩ là sẽ ok hơn. Đi cái đội hình, đi cái bóng vô cực này thì nó không quan tâm đến bạo kích đâu, không bị ảnh hưởng bởi crit dam ha. Mấy anh em mới mà có bóng vô cực thì mình nghĩ là chắc cũng chơi được nếu mà được búp ma liên tục. Trường hợp mà đi búp ma thì nó cũng ngon nè. Những cái account test này nó chỉ là 800 crit dam thôi, thì hãy xem là nó có chơi được không ha. Bình thường thì sẽ là tới được hiệp như 400 đến 500 là được một cái bóng truyền thuyết ngẫu nhiên, nhưng mà tỷ lệ nó ngẫu nhiên ha, chứ nó cũng không phải là tỷ lệ 100% có được. Thì khả năng là sau này những cái bóng này sẽ đi K5, nhưng mà sẽ có thêm một cái bóng mới gì đấy để support đi K5, chứ còn thực sự thì hai cái bóng này cũng chưa đi K5 được. Có hình ảnh trên Facebook thì level 20 nhưng mà vẫn không chơi được K5 anh em ạ. Sẽ có một cái bóng khác phụ trợ, thì sau này nếu mà đi được K5 thì cái đội hình này, cái thể loại khiêu chiến này sẽ khá là hấp dẫn khi mà nó đi được K5. Tại vì đi cái đội hình này thì có thể ra cày cúp các kiểu được, chỉ cần vô treo xong lên được đội hình hai bên cái là bắt đầu ra ngoài đánh cúp rồi làm nhiệm vụ các kiểu, khá là ok so với cái chế độ cũ ha. Thì chắc là chế độ mới dần dần nó sẽ thay thế cái chế độ cũ thôi. Cái chế độ cũ bây giờ vẫn phải đi luồng sáng, chế độ cũ thì đi luồng sáng là chính, nhưng mà đi cái này thì có vẻ nó sẽ nhanh hơn so với việc là đi chế độ cũ nhưng mà phải lên level bóng cao cơ. Chắc là những người có điều kiện thì sẽ được trải nghiệm trước, phải tầm lên cũng phải level cao đó. Chứ còn nó bây giờ nó giống như là hồi xưa, luồng sáng hồi xưa vậy đó, thì nó phải lên dần. Nhưng mà luồng sáng hồi xưa làm gì có cái vụ đi mấy trăm như thế này. Luồng sáng hồi xưa như level 7 làm gì đi được mấy đâu, level 10, 11, 12 mới đi được xa xa tí. Chứ giờ level 7 ở đây cái bóng vô cực này đã đi 500 hiệp rồi mà. Khá là ảo ha, khá là ảo. Thì cái bóng mới này ra sẽ hút thêm nguồn kinh phí cho nhà phát hành. Ở sự kiện 5 ngày đó thì chắc là sẽ có nhiều người lên được level 9 anh em à. Nhưng mà trên bản địa thì đa số vẫn thấy rao tìm luồng sáng đi cái chế độ thường nó vẫn đang nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là một ngày không xa thì là sẽ tràn ngập cái chế độ khiêu chiến này thôi, khi mà những cái bóng mới ra nó đáp ứng được yêu cầu đi. Được cái là đi 500 hiệp thì cũng chưa tới 500, tầm 450 thì thấy là có bóng truyền thuyết rồi. Nhưng mà tỷ lệ nó lại không phải là 100% ha, cho nên là nó cũng hên xui à. Còn đi có thể là ứng dụng cái kiểu này nếu mà trong trường hợp đang cày cúp hoặc là chuẩn bị như là đánh boss thế giới chẳng hạn, thì có thể đi cái chế độ này. Trong lúc rảnh rỗi đi thì vừa đánh boss thế giới mà vừa kiếm thêm được ít chè nữa cũng rất là ngon. Nói chung là nó cũng ngon đấy, nên mà không có gì gọi là ở đâu, ra chế độ mới này là xịn phết đấy. Khi mà nó có cái nút quay trở lại giao diện để chơi các hoạt động khác rất là ok. Đó thì khả năng là sau này chế độ này sẽ được nhiều người chơi thôi, dần dần nó sẽ thay đổi thôi. Nó phải ra những cái mới như này để anh em mới có hứng thú để chơi tiếp, chứ không thì những cái cũ quá thì không có gì đổi mới thì nó sẽ không hay được. Game nào cũng vậy mà anh em. Thì không biết là anh em đã cày cuốc cái bóng này lên được level bao nhiêu rồi.
Ở đây thì đi thần long thì hy vọng nó đẩy lên được chấm cao, tại vì không có chơi dao chắc tầm lên được những cái bóng 6 chấm, lên được 7 chấm thì ngon, còn không lên được 6 chấm là cũng ok phết anh em mà. Nhưng mà cái account của nhà phát hành thì nó không có Thiên Phú, chắc là phải gửi mail xin thêm ở Thiên Phú quá anh em, mà không có Thiên Phú thì nó cũng hơi lỏ, nói chung nó hơi lỏ vì lên tăng trưởng 7 thì nó lại không biến đổi thành cái bóng khác được đó, do đó là chắc là phải cần có Thiên Phú thì mới trải nghiệm tốt hơn được. Ở đây thì mình nghĩ là với cái lực như thế này thì có thể là đi tầm 400 đến 500 đó anh em, mà nếu mà lên được level 9 của hai bên mà cùng level 9 thì mình nghĩ là chắc là khả năng đi được level 9 của vô cực với lại ma thuật đó, hai bóng đó kết hợp thì mình nghĩ là đi được, đi trong lúc rảnh rỗi hên hên nữa thì lại lượm được mấy cái bóng truyền thuyết ngẫu nhiên nữa thì lại ngon, ổn phết đấy chứ. Đó thì nói chung là bữa nay trải nghiệm cái chế độ mới với hai cặp bóng mới thôi. Mình nghĩ là cái đội hình này nó cũng sẽ sớm được xài nhiều. Sau cái mùa sự kiện thì khả năng là anh em đầu tư bóng này nó lên được tầm level cao cao thì chơi cũng khá là ổn. Đỡ việc là phải búc ma, đỡ việc phải búc ma liên tục anh em mà. Búc ma liên tục thì nó oải lắm, cho nên là đi kiểu này thì nó cũng đỡ hơn. Chứ trường hợp mà ngồi búc ma thực sự thì búc ma nó vẫn được thôi, 500 hiệp thì đi ở cái chế độ này nó cũng nhanh, nó không đến nỗi lâu lắm đâu. Có thể là búc một lúc xong rồi nghỉ ngơi xíu xong lại vô búc, nhưng mà nó vẫn hơi mệt, búc nhiều nó hơi mệt. Thà treo xong rồi đi ra thoát luôn chơi khác hoặc là đi làm việc gì đấy thì đỡ phải bận tâm cái việc là quay lại búc ma các kiểu, nó đỡ hơn. Ok, đây thì mình lên được khá là đẹp. Bên kia thì thực sự là đang dùng hai máy để chơi nên mà máy kia thì đang lên được tăng trưởng, nhưng mà tăng trưởng 7 chấm rồi, được con sao chép 7 nữa, bỏ xó này quá, không biết là có ra được cái con nào 7 chấm để sao chép hay không đây. Đó. Ok, thì nếu mà anh em coi clip tới đây thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì thì có để dưới phần comment. Mình sẽ cố gắng quay cho đến khi nào nó hẹo thì thôi. Cũng hơi khoai đấy, này hơi mất công đấy em mà, nhưng mà sẽ cố gắng để xem là nó kỹ năng thức tỉnh kìa, năng thức tỉnh nó có cái vòng bắn nó vẻ lực cũng mạnh hơn á, nhưng mà thường thì treo thì ít ai mà ghép bóng để kích hoạt kỹ năng thức tỉnh lắm, giống như con luồng sáng vậy á. Luồng sáng sau này đi K5 thì xây xong để đó, chúng chỉ có support bọt thì bút giai đoạn đầu, chứ còn lên được đội hình thì cũng chả xài kỹ năng thức tỉnh làm gì. Ok, đây thì đội hình chắc cũng sắp sửa vào form rồi, mình nghĩ là tầm chấm cao cao là được thôi. Chứ còn để lên 7 chấm hết thì phải có dao hoặc là có tăng sao đập vô thì mới ngon được. Chứ còn hiện tại thì đi những này thì cố gắng đẩy lên tầm 5 chấm độ lên, 5 6 7 chấm là mình nghĩ là ok rồi đó. 4 chấm thì nó hơi thấp nhưng mà nếu mà không bị kẹt thì mới xây được. Cũng phải nhờ vào cái con thần long này nó nở có đẹp hay không nữa kìa. Nó nở có bài bản hay không nữa thì mới ok được. Ok, ở đây thì ma thuật bên kia là level 9 cho nên là khả năng nó sẽ búp búp PB nhiều hơn, nhưng mà do chấm nó thấp á cho nên là búp chưa ngon. Đang ở đây có con 7 chấm rồi kìa. Ổn đấy anh em à, có con vô cực 7 chấm là cái con sao chép được rồi, đỡ bị kẹt. Ok phết đấy chứ. Lên được 7 chấm là ngon rồi. Thì chúng ta cùng xem là để tí nữa mình xem là cái lực, mình nghĩ là cái lực bên kia nó sẽ mạnh hơn tại vì nó level 9. Nó không phụ thuộc vào crit dam đâu, cho nên là level cao nó sẽ mạnh thôi. Mình nghĩ là lực bên kia nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Khi mà nó tuy là cái level nó có thể là sẽ thấp hơn nhưng mà mình nghĩ là cái lực nó sẽ mạnh hơn đó anh em à. Ok. Đó thì chắc là tới khúc này thì chuẩn bị là mình để cho nó chạy thôi, mình sẽ chờ canh me cái khúc mà nó kết thúc để mình quay lại cho anh em rồi gắn vô video xem là kết quả nó có ok không. Nếu mà đi thành công thì có thể là sau này hai cái vô cực chín đi với nhau, vô cực với ma thuật đi với nhau thì không cần phải búc ma liên tục nữa, cứ chỉ cần lên được đội hình ok tầm năm mấy hiệp thôi là bắt đầu mình bỏ đó mình đi làm việc khác được rồi, không cần phải quan tâm nữa thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta cứ phải ngồi búc ma, ngồi canh me vô các kiểu thì khá là mệt. Hiện tại thì cũng ít người mà chơi chế độ này lắm tại vì búc ma mệt quá. Đi K5 kia thì vẫn ngon hơn, vừa được nhiều chìa mà lại chắc kèo được hòm truyền thuyết. Chỉ có điều là đi cái đấy thì không chơi được các chế độ khác thôi.
Còn đi cái này thì nếu mà sau này đi cái này được K5 thì đa số anh em sẽ đổ, mình nghĩ là 100% mình sẽ đổ xô qua cái đội hình này thôi nếu mà đi được K5. Đó, ok thì thôi chắc là mình sẽ lồng tí nhạc vào. Xem coi là kết quả của cái trận đấu này sẽ như thế nào ha. Anh em đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em coi video clip vui vẻ ha. 2000 years later. Ok, sau một hồi chờ đợi quan sát thì level 9 nó sẽ mạnh hơn cho anh em. Cái đội hình bên mình nó bị từ khoảng từ đầu cho đến round này thì bị biến đổi khoảng tầm 3 đến 4 lần. Tại mình coi cho nên là mình còn ghép được, chứ không thì chắc khoảng tầm tầm 400 là đi à. Tầm 400 là đi à. Nếu mà hai bên cùng level 9 thì mình nghĩ là sẽ được 500. Nhưng mà ở đây do bóng mình level 7 cho nên là nó bị phá đi rất là sớm. Bugma level độ cao hơn bên kia nha. Nhưng mà đam không bằng anh em à. Rít đam thì không bị ảnh hưởng cho nên là cái bóng level 9 nó mạnh lắm. Nó trụ rất là lâu. Mãi về sau này hai bên cùng bị biến đổi cơ, còn giai đoạn đầu thì mình bị biến đổi 3 đến 4 lần lận. Đó, cho nên là nếu mà lên được cái bóng vô cực 9, cả hai cùng vô cực 9 thì mình nghĩ là treo được anh em à, treo được tầm 500 hiệp đó. Rất là ok ha. Ok thì thôi thì chắc là cũng trận đấu cũng sắp ngã ngũ rồi. Anh em đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất nhiều. Thì theo phân tích thì phải lên level 9 á. Level 8 thì những chắc không chắc, nhưng mà level 9 thì đi kiểu này thì có thể treo được tầm 500 hiệp đó, phải bút ma anh em à. Mở bóng thì mình nghĩ là chắc sớm muộn gì cũng lên level 9 thôi, lên được level 9 là ok. Còn đi K5 thì chắc phải chờ thêm những cái bóng mới ra nó support thêm. Ok, mình kết thúc video clip tại đây ha. Hẹn gặp lại anh em những video clip tiếp theo. Bye bye.